Đêm chung kết xếp hạng của bảng Triển vọng Cười Xuyên Việt 2017 đã diễn ra vào tối ngày 1 tháng 9 năm 2017. Danh hiệu quán quân đã thuộc về chàng trai 22 tuổi Võ Tấn Phát đến từ Vĩnh Long. Anh nhận được điểm tuyệt đối từ hai giám khảo Việt Hương và Đức Hải. Tiết mục mang đến nhiều tiếng cười hài hước cho khán giả. Tấn Phát đã thể hiện được sự nhiệt huyết và sự song sáo của một diễn viên trẻ khi mặc lớp hóa trang dày cộm. Thích thú với tiết mục của Tấn Phát, danh hài Việt Hương nhận xét: "Hôm nay em hát live rất là hay và mệt lắm với cái bận đồ như vậy, nhảy tung tăng như vậy mà hát rất là tình cảm, cảm xúc đông đầy để đủ dẫn đến cái khúc mà ôm bà nội, thì em hát live rất là hay. Cảm ơn cả ekip đã ủng hộ em và tiết mục của em hôm nay rất xuất sắc." So với Tấn Phát, tiết mục của Tuấn Anh không hề thua kém từ mạng miếng hài hước đến ý nghĩa của thông điệp. Tiết mục mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả khi có sự tham gia trợ diễn của bộ đôi Tuấn Dũng, Lạc Hoàng Long, diễn viên Hà Mã Làng Hài, Quốc Khánh, Di Dương, Bá Đức, Xuân Tiến, Kim Oanh. Đặc biệt, nữ diễn viên Khả Như trong vai bà lão xinh đẹp, tốt bụng đã gây xúc động cho khán giả. Trước tiết mục này, giám khảo Đức Hải nhận xét: "Tiết tấu rất là tốt và đặc biệt một cái rất ấn tượng cuối cùng. Ngoài việc tiểu phẩm có ý nghĩa ra, ai cũng phải thừa nhận rằng là cái kết rất là đẹp. Hình ảnh đẹp, nội dung đẹp. Chúc mừng bạn." Với số điểm chỉ kém hơn 0,5 điểm, thí sinh Tuấn Anh đã nối gót em trai Tuấn Dũng trở thành á quân của Cười Xuyên Việt 2017 bảng Triển vọng. Tiếp nối bảng Triển vọng, chung kết xếp hạng bảng Tài năng của Cười Xuyên Việt được truyền hình trực tiếp vào ngày 8 tháng 9 năm 2017 sắp tới.